Thì Ngọc chia sẻ một chút về mặt cấu trúc ngành hàng sữa bột ha. Với một sản phẩm sữa bột á, thì thông thường sẽ có 4 variant tương đương với 4 step. Thì 4 step đấy nó phục vụ cho 4 nhóm độ tuổi khác nhau. Nhóm độ tuổi thứ nhất á, sẽ là nhóm từ 0 đến 6 tháng. Nhóm thứ hai á, là từ 6 tháng đến 12 tháng. Nhóm thứ ba là từ 1 tuổi đến 2 tuổi. Và nhóm thứ tư từ 2 tuổi trở lên. Thì lúc mà Ngọc có giải thích chuyện này cho một số bạn đang tham gia cuộc thi nhá, thì mọi người thấy rất là confused, mọi người thấy rất là hoang mang. Ủa tại sao lại chia theo độ tuổi như vậy? Thì cái này thì Ngọc sẽ giải thích kỹ hơn chút xíu. Đó là sản phẩm sữa bột đó, thì nó bản chất nó cũng là một cái sản phẩm dinh dưỡng. Và với một cái sản phẩm dinh dưỡng đó, thì cần phải hết sức cẩn trọng. Vì ở đây đối tượng người sử dụng lại là các em bé rất là nhỏ. Thì mình cần phải đảm bảo cái độ an toàn và phù hợp nhất về mặt gọi là nhu cầu phát triển dinh dưỡng của em bé đấy. Thì tất cả những cái sản phẩm sữa bột đang lưu hành trên thị trường á, đều cần được Bộ Y tế cấp phép để sản xuất. Thì đối với Bộ Y tế á, thì người ta đã nói rất là rõ rồi là ở mỗi cái giai đoạn này của em bé thì cái nhu cầu dinh dưỡng rất là khác nhau, dẫn đến á, là những cái sản phẩm sữa bột đáp ứng cho những em bé từ 0 tuổi trở lên sẽ cần phải chia ra tối thiểu là 4 cái step này, 4 cái variant này để mà đáp ứng cho những cái giai đoạn phát triển khác nhau của em bé, là từ 0 đến 6 tháng này, từ 6 tháng đến 1 tuổi này, từ 1 đến 2 tuổi và từ 2 tuổi trở lên. Thì mình sẽ thấy là chính vì cái ngành hàng sữa bột có đối với một em bé phải dùng đến tận tối thiểu là 2 năm đúng không? So với kiểu như là các sản phẩm như bột ăn dặm thì em bé thường chỉ dùng tầm 3 tháng, hay là váng sữa thì cũng dùng trong một thời gian ngắn hơn. Nên đó là lý do mà ngành hàng sữa bột có cái value rất là cao, bởi vì trên từng một cái lon sữa thì giá cũng rất là cao nữa. Thì đó là lý do mà tại sao mọi người có thể thấy là ở đây giá trị gọi là total sales đó, về mặt con số absolute đó, của ngành sữa bột là cao nhất trong tất cả các dòng baby food. Rồi thì ở đây có một cái khá là mọi người có hỏi Ngọc đó, là Ngọc có nhận được một số câu hỏi như thế này này, là cái driver của ngành hàng sữa bột là gì? Thì ở đây mình sẽ cần phải identify là lý do tại sao một bà mẹ phải mua sữa bột cho con đúng không? Thì bản chất của sữa bột là gì? Sữa bột là một cái sản phẩm dùng để thay thế bữa ăn hoặc là thay thế sữa mẹ. Thì bản chất là như thế này, mình sẽ luôn luôn khuyến khích bà mẹ phải dùng sữa mẹ vì sữa mẹ là tốt nhất. Và Ngọc nghĩ như thế này, nếu như bất kỳ bà mẹ nào có đủ điều kiện ý, thì người ta sẽ dùng sữa mẹ thôi, chứ người ta sẽ không có dùng sữa bột đâu. Nhưng mà sẽ có những cái case mà nó gọi là bất khả kháng á. Ví dụ như là bà mẹ đi làm không cho con bú được, bà mẹ ít sữa quá không cho con bú được nữa, hoặc là em bé biếng ăn ăn không đủ chất, hoặc là em bé sẽ cần phải phát triển một cái lĩnh vực nào đấy chẳng hạn. Ví dụ như là có những em bé chiều cao quá thấp so với chuẩn thì sẽ cần phải bổ sung nhiều canxi hay là vitamin D hơn. Thì đó chính là do mà tại sao người ta phải dùng cái sản phẩm là sữa bột. Thì đó là cái gọi là cái ATP á, cái driver của ngành hàng. Thì đó là lý do tại sao người ta dùng sữa bột để thay thế bữa ăn hoặc là sữa mẹ ha. Thì bám theo cái này á, thì mọi người sẽ hiểu được là cái key driver của sữa bột nó nằm ở đâu. Rồi, Data Nielsen thì nó lại speak một cái câu gần như là opposite so với data của Kantar trước đó, là sau dịch Covid 2019 tất cả các ngành hàng trong FMCG đều bị ảnh hưởng mạnh, và đặc biệt là từ quý 2 năm 2020. Rồi, mình zoom in chút xíu thì FMCG là cái cột ở trên cùng á, tăng trưởng đang là âm 6% so với year ago. Sữa tăng trưởng âm 6% so với year ago. Cái tăng trưởng âm mình nói đến chủ yếu là do quý 2 tăng trưởng âm một cách significant so với quý 2 của năm trước. Thì cái này cũng đúng so với cái tình hình business xảy ra ở trong các công ty nói chung khi mà Covid xuất hiện ấy. Thì đợt dịch thứ nhất nó ảnh hưởng kha khá tới tình hình sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên thì có một giai đoạn, đó là giai đoạn tầm khoảng tháng 3, nó cứu cho quý 1 khi mà mình có cái lệnh giãn cách xã hội, thì mọi người tập trung vào trong giai đoạn này để stock khá là nhiều. Thì bởi vì thế nên nó cứu được cái âm tăng trưởng trong quý 1. Tuy nhiên khi mà sang đến quý 2 á, thì Covid quay trở lại tiếp lần thứ hai, và nó tiếp tục gọi là extend cái effect của nó lên thị trường. Thì gần như là mình gặp rất là nhiều khó khăn. Cái mà ngành hàng tăng trưởng duy nhất trong cái quý 1 năm 2020, màu xanh lá cây, là thực phẩm.
thì giống như mọi người đi chợ stock đồ, stock hàng thì nó khiến cho cái giá trị ngành hàng tăng trưởng. Và mì thì stock rất là nhiều. Mình có bạn vẫn làm ở Masan thì bạn ấy nói là trong giai đoạn này thì mì bán rất là tốt, gần như là tất cả các nhà máy của Masan đều full công suất hết. Tuy nhiên rõ ràng cho tới quý 2 năm 2020 thì ngành hàng này cũng bắt đầu tăng trưởng âm trở lại. Tất cả những cái này đều là do ảnh hưởng của Covid. Các em sẽ phải thi qua 6 vòng, nhưng mà anh nhớ hồi đấy anh với Ngọc thi chắc cũng phải lâu hơn hay sao á. Thì như hồi đấy anh thi là có 7 vòng. Thì vòng đầu tiên là vòng CV. Sau vòng CV thì tụi anh có một cái bài viết luận về khả năng sáng tạo với cả leadership. Tối đa trong khoảng 200 giấy hoặc trình bày cái ý tưởng sáng tạo gì đó. Phần thứ 3, vòng thứ 3 thì tụi anh có phỏng vấn với cả giám đốc nhân sự ở Cô Nghĩa. Sau khi phỏng vấn nhân sự xong thì sẽ có một cái bài kiểm tra IQ. Sau bài kiểm tra IQ xong thì sẽ có một vòng case study. Trong case study sẽ có hai vòng. Vòng đầu tiên là các em giải một cái case independently một mình. Sau đó tầm khoảng 15 phút thì các em sẽ vào và cùng debate và cùng discuss với cả những cái bạn trong nhóm em cũng về cái case study đấy luôn. Đó sẽ có một cái link được để làm một cái bài test về tính cách. Làm xong cái tính cách đấy xong thì em sẽ phải làm một bài bài luận, nói chung là cũng dài khá khá đấy, viết về giải thích cái kết quả của cái bài test tính cách đó như nào, nó có đúng với em hay không, nó ảnh hưởng thế nào tới cái lựa chọn tiếp theo của em trong tương lai. Sau đó xong thì các em sẽ có một vòng nữa là vòng phỏng vấn với cả hội đồng giám khảo, là toàn những cái anh chị head của Vinamilk. Đó, nói chung là hồi đấy anh nhớ thi cũng lâu thấm thoát, chắc cũng tầm khoảng 2-3 tháng gì đấy. Chắc là một trong những nơi mà có nhiều vòng test nhất, tại nhớ ngày trước anh thi Masan đơn giản hơn, hình như có 3-4 vòng gì đấy thôi là xong rồi. Thì trong phần này hồi đấy để coi thử coi hồ sơ ứng tuyển, ngoài những cái mà nó tương tự giữa các MT khác nhau như là vòng CV khá là giống nhau này, thì Vinamilk có một cái vòng về khả năng sáng tạo và lãnh đạo. Cái này thì các em sẽ nhận được một cái đề bài gần như là chung về việc là em hãy chứng minh khả năng lãnh đạo và sáng tạo của mình thông qua một bài văn hoặc là một hình thức sáng tạo nào đó. Hồi đấy thì anh quyết định là để cho sáng tạo thì anh vẽ truyện tranh, anh vẽ 2 trang truyện tranh. Kết quả là khi mà thông báo kết quả thì anh bị fail vòng này. Nó cũng là một câu chuyện thú vị. Ok, cuối cùng thì anh vẫn vào được Vinamilk cho dù được fail vòng 2 một lần. Cái vòng 3 của Vinamilk cũng là một cái vòng rất là hay, là các em sẽ tới phòng lab và ngồi làm một bài kiểm tra IQ. Thì trước khi các em làm bài kiểm tra này á, thì anh trước khi anh làm bài kiểm tra đấy thì anh phụ trách bên nhân sự có nói là cái hệ thống này là nó sẽ scoring và nó sẽ đưa cái câu hỏi dựa trên việc là em trả lời đúng hay sai. Tức là nếu câu hỏi này mà nếu em trả lời câu hỏi này đúng thì câu hỏi phía sau nó sẽ khó hơn. Và nếu mà câu hỏi đấy em trả lời sai thì câu phía sau nó sẽ điều chỉnh dựa trên cái khả năng của em. Thế nên nó tạo ra một cái cảm xúc hết sức hoang mang trong quá trình em làm bài, là em không biết làm đúng hay làm sai, em gặp câu khó em không biết là tại vì em giỏi hay là tại vì em không thông minh. Thì là một cái vòng rất là challenging, một trong những vòng IQ khó nhất mà anh từng làm trong các cuộc thi management trainee luôn. Cái thứ ba là cái tình huống kinh doanh. Tình huống kinh doanh cũng hay, là một cái case study về hồi đấy cái case study của anh là về Vinamilk luôn. Cũng có khoảng 45 phút để làm. Nó cho em rất là nhiều data, khoảng 3 trang A4. Sau đấy thì cùng đọc, scan và tìm ra vấn đề. Sau đấy vào trong thì lại tiếp tục discussion giống như các group assessment khác. Vòng kiểm tra tính cách thì là cái vòng gọi là vô thưởng vô phạt. Các em làm bài đấy xong thì điền một đống câu hỏi, trả lời một đống câu hỏi thì nó sẽ trả trên một bài trắc nghiệm. Và automatically thì em được selected. Thì sau đấy em nhận được cái kết quả thì em sẽ nhận được một cái đề bài là em phải viết một cái bài luận về cái tính cách, thử coi nó có đúng với em hay không. Sau đó thì em làm một cái bài presentation để thuyết trình trước các anh chị hết. Đó, sơ sơ là như thế. Có khá là nhiều cái assignment làm nhóm á mọi người. Thì khá là vui để mà mọi người kiểu làm nhóm này nói chung với nhau ấy. Thì tại cái thời điểm đấy á, thì đối với Ngọc nó chỉ là một cái gọi là rất là thú vị thôi. Bởi vì thực tế là Ngọc đã đi làm 1.5 năm rồi, thì Ngọc mới apply MT ấy. Thì cho cái thời gian đầu gọi là orientation á, và mình sẽ work directly với là team HR. Thì team HR sẽ có rất là nhiều bài tập cho mình, rồi chia nhóm, rồi đi thăm trang trại, đi thăm nhà máy, cực kỳ là vui. Thì cảm giác như là kiểu như mình được sống lại sinh viên một lần nữa ấy, rất là interesting. Nhưng mà thực tế hơn ấy, là cái experience đấy nó cũng thực sự rất là helpful cho mình sau này khi đi làm. Đó là sau này khi mà mình work ở team home function của mình full time rồi á, thì tất cả những cái experience tại thời gian orientation đầu tiên của Vinamilk giúp mình có một cái tổng thể
ở tất cả các phòng ban khác nhau của Vinamilk luôn, hiểu được là cái cách nhà máy vận hành ra sao, đang đại vận hành ra sao. Những cái đó những người mới vào công ty rất là ít khi được biết. Còn bởi vì Vinamilk bản chất là có một cái hệ thống nhà máy trang trại khổng lồ luôn, rất là lớn, thì rất ít người biết được những cái thông tin này. Nhưng mà nếu như mà các bạn cho chương trình NT á, thì mọi người sẽ biết được rất rõ từ là kho vận làm bằng robot thông minh, rồi đi trang trại organic này, rồi đi xem nhà máy sản xuất như thế nào này, thì nó sẽ có rất là nhiều cái experience thú vị mà chỉ có các bạn MT mới được trải nghiệm. Còn Vinamilk thì thị trường rất là rộng, ở trên 45 quốc gia khác nhau, theo anh nhớ đến thời hiện tại là 45 quốc gia khác nhau. Thì các bạn International Sales quốc tế có bạn sẽ được phụ trách một cái thị trường khác nhau, có một bạn phụ trách ở Singapore, có bạn phụ trách ở Thái Lan, có bạn phụ trách ở Trung Đông, có bạn phụ trách ở Mỹ. Tương tự thì các bạn sẽ các bạn phụ trách thị trường nào thì sẽ hay đi công tác ở thị trường đó, còn luân chuyển theo kiểu là tới đấy và trở thành một staff của đất nước đấy thì anh chưa gặp trường hợp nào hết. Có thể là tại vì Vinamilk gần như là mọi người tập trung hết ở head office là ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái hệ thống quản lý ở trong thành phố Hồ Chí Minh mọi thứ nó khá là standard, nó khá là tốt. Ở bên kia thì nó khá là cluttered và vẫn đang trong quá trình in the building đó, nên mình outsourcing ra bên ngoài nhiều hơn là cử nhờ các nhân viên của Vinamilk qua bên đó. Thì các bạn sẽ có một tháng đầu tiên, một tuần đầu tiên cũng giống như là Vinamilk, khá giống của Vinamilk ha, các bạn sẽ có một tuần đầu tiên training, sau đó các bạn sẽ có một khoảng thời gian khoảng độ tầm nửa năm các bạn sẽ join field sale, 4 tháng ở kênh truyền thống và 2 tháng ở kênh ở hiện đại. Đây là cái phần mà cực kỳ thú vị, một cái trải nghiệm mà cực kỳ thú vị mà chắc chắn các bạn sẽ không bao giờ quên ở trong cuộc đời của mình, vì các bạn sẽ trở thành một nhân viên bán hàng, các bạn sẽ đi bán từng chiếc bàn chải một, từng cái bánh xà phòng một, và các bạn sẽ gặp các retailer. Có một cái trải nghiệm rất là thú vị là hiện nay bây giờ Quang vẫn giữ Facebook của các cái cô, các cái gì mà ngày xưa làm chủ các cái tiệm tạp hóa, thỉnh thoảng cô lại vào comment dạo này con thế nào rồi, thì con lại vào comment dạo này cô bán đắt hàng không, cô nhớ nhập hàng cho con nhé, rất là vui. Sau đó các bạn sẽ quay về functional rotation, cái chỗ này các bạn cũng sẽ được nói chuyện với HR xem việc là các bạn có design, là các bạn có rotate hay không. Các bạn có thể làm ở home function hoặc các bạn có thể move sang các function khác, ví dụ trade, marketing hay là finance hay supply chain. Và sau đó các bạn sẽ có cái phần sting, đi international sting. Có một số bạn không đi ha, hoặc là có một số bạn chọn đi. Thường một số bạn không đi khi các bạn có thể là fast track lên vị trí manager trong khoảng tầm 2 năm cho tới 2,5 năm thì thường các bạn sẽ không đi. Còn bạn nào đi thì khoảng tầm 3 năm thì các bạn sẽ lên vị trí manager. Và phần cuối cùng thì các bạn sẽ có một phần final presentation và lên vị trí manager khá giống của Vinamilk. Chắc là không có một cái portrait riêng đâu, nhưng mà có một số đặc điểm nhận dạng mà Quang quan sát qua các năm thì có một số cái tính từ như sau, mọi người có thể take note. Không sure là 100% nha, tại vì hồi đấy Quang cũng không biết ai là người chọn mình rồi họ chọn mình vì cái gì, nên không dám nói, chỉ nói qua cái observation về việc là observe các thế hệ thì có những đặc điểm gì giống nhau. Một, những bạn này có excellent communication skill, kỹ năng giao tiếp rất là tốt. Hai, bạn này có khả năng articulation. Articulation là gì? Tổng hợp thông tin một cách rất là nhanh, logical. Tiếp theo là bạn này có một cái strategic thinking. Phần số 4 là bạn này rất là gọi là pioneering to win. Mọi người hay dùng cái từ là người ở Unilever khá là aggressive. Quang nghĩ là chắc cũng không sai đâu, nhưng mà aggressive nghe nó hơi bị tiêu cực một xíu, nhưng bạn này rất là passion to win. Bạn này thường sẽ là người winner ở trong các cái event hoặc một sự kiện, một trải nghiệm sinh viên nào đó. Nói là kiên quyết thì không phải là 100% đâu. Bởi vì lúc trước line manager của Quang cũng là một người giống như anh Dũng á, rất là mạnh về art. Ví dụ anh ấy chỉ cần về tắm một cái là anh sẽ nghĩ ra được rất là nhiều câu tác line hay, rồi copywriting rất hay, làm mọi thứ về creative về art rất là hay. Nhưng mà cái việc bạn good về art là cái strength đầu tiên, không có nghĩa là bạn không thể giỏi đọc số nhá. Như anh Dũng cũng nói là làm brand manager rất là quan trọng bởi việc nắm một cái profit and loss, rồi rất là nhiều những cái data về grow, tăng trưởng của thương hiệu, thì sau này các bạn cũng có thể có thời gian để cải thiện dần dần về khả năng đọc số, phân tích dữ liệu. Nhưng nếu mà các bạn muốn pass các cái chương trình quản trị viên tập sự, chắc chắn là bạn sẽ phải pass rất là nhiều round mà cần đọc số, nên hãy prepare từ bây giờ ha. Rồi.